Hello mọi người, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người về một buổi đi làm đêm của một nhân viên ngân hàng là như thế nào nhé. Get go, get go. Bây giờ là khoảng 10 giờ đêm và mình bắt đầu đi ra khỏi nhà các bạn ạ. Mình đã bắt Grab để đi bởi vì buổi tối này mình không dám đi xe máy để đến công ty. Vì là con gái thế nên là mình được phân công mua đồ ăn cho mọi người, nên là tay mình lúc nào đi làm đêm cũng stack lỉnh kỉnh rất là nhiều túi đồ. Anh nhớ kem lam ngủ không ạ? Nhà mình đi đến công ty thì mất khoảng 10 phút đi xe Grab vào ban đêm như thế này thôi, rất là nhanh. Còn ban ngày thì mình đi làm thì chắc phải mất 20 đến 25 phút. Ta-da, và đây là tòa Keng Nam, tòa mà mình đang làm việc, công ty mình ở đây. Công ty mình có 2 tầng ở tòa này và mình cảm thấy rất là tự hào khi mà mình được làm việc ở một cái tòa nhà cao nhất miền Bắc. Tuy nhiên thì nó có rất nhiều vấn đề, đó là đi thang máy vào mỗi buổi sáng sớm. Và mình chuẩn bị dừng xe để xuống công ty thôi. Vì là vào ban đêm thế nên là hiện tại đang không có nhiều người như mọi người đã thấy. Nhưng còn ban ngày thì có rất nhiều người bởi vì ở đây tập trung rất nhiều công ty và có rất nhiều nhân viên làm việc ở đây. 1 giờ nữa rồi anh. Nhưng mà có job của anh Tài đến sớm hơn. Đây là công ty của mình và bây giờ là 9 giờ 27 phút của tối thứ bảy. Mình vừa mới đi làm tuần vừa rồi. Đây là máy tính và laptop của mình được công ty cấp. Và đây là chỗ làm việc của mình. Có laptop, có điện thoại, có máy tính, cây và có một bó hoa của chồng mình tặng. Sau đó là bản tên của mình này. Đây là tấm ảnh kỷ niệm mà khối IT lần đầu tiên được mặc thoải mái, tự do chứ không phải mặc đồng phục đi làm. Và đây chính là góc làm việc nhỏ bé của mình ở công ty của mình. Tên đen. Tưởng đi làm tối thứ bảy thế nào anh Nhân? Bình thường. Nhưng mà mùa đông năm nay ngày nào cũng như ngày nào. Mùa đông năm nay mình không bị. Có lạnh mà. À vẫn lạnh à? Mọi người mặc áo ấm vào nhé. Cảm giác hôm nay phải đi làm thế nào? Bình thường. Sao hay bình thường vậy? Có thể quen rồi. Đây là tối thứ bảy cơ mà. Không có cái gì đâu. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Long. Long rất trẻ và đẹp trai, rất giỏi, nhưng mà mỗi tội chưa có người yêu các bạn ạ, hơi bé một tí thôi. Dạ, Long chào mọi người. À, mình giới thiệu qua một chút cho mọi người về bản thân mình nha. Mình đang làm việc tại khối hỗ trợ IT của một ngân hàng Hàn Quốc. Như các bạn đã biết đấy thì ngân hàng cuối năm sẽ rất nhiều việc, đặc biệt là khối IT thì sẽ update hệ thống rất là nhiều. Bên mình cũng vậy. Thì cuối năm bên mình có rất nhiều job và tất cả những job update của ngân hàng đều phải làm ban đêm. Vì vậy nên là mới có những buổi ban đêm mà chúng mình đi làm như thế này. Mọi người cứ hỏi rằng là tại sao mà lại suốt ngày phải đi làm đêm, cũng là làm việc ở ngân hàng tại sao mà suốt ngày phải đi làm đêm đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người câu trả lời nhé. Chắc hẳn là các bạn khi dùng app chuyển tiền ở trên điện thoại thì các bạn thi thoảng sẽ gặp cái trường hợp như màn hình này đúng không ạ? Tức là ngân hàng đang có job update từ thời gian này đến thời gian này vào ngày này, và tức là cái thời gian đấy chính là lúc mà bên khối mình đang thực hiện, chính là những người thực hiện vận hành hệ thống đang thực hiện update hoặc là thực hiện những cái cập nhật cho hệ thống. Thế nên là các bạn sẽ không thể sử dụng được dịch vụ vào thời gian đó. Và mình trả lời thêm một câu hỏi, đó là tại sao lại phải làm vào ban đêm? Bởi vì không chỉ có ngân hàng mình mà hầu hết tất cả các ngân hàng đều thực hiện các nghiệp vụ update hệ thống vào ban đêm. Khi ban đêm thì sẽ có ít giao dịch và giảm thiểu mức rủi ro và phiền phức nhất tới cho khách hàng. Khi đó thì tất cả các ngân hàng sẽ thực hiện các nghiệp vụ update hệ thống và sẽ không ảnh hưởng tới gián đoạn dịch vụ nhiều. Đó là cái lý do mà mọi người thường khi ban đêm mọi người đăng nhập vào các app ở điện thoại thì sẽ có hiện lên cái dòng như lúc nãy. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao cũng là nhân viên ngân hàng nhưng chúng mình lại suốt ngày phải đi làm đêm ạ. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các nghiệp vụ thì 00:00 ngày thứ bảy sang ngày chủ nhật của đêm thì bên mình sẽ tiến hành job update và có một số người đang trực tiếp làm việc của mình. Quá trình làm nhiệm vụ của bên mình tất cả đều mang tính bảo mật, vì vậy nên là mình không thể nào show cho mọi người xem được. Bây giờ thì đã là 5:30 sáng và mình tan làm. Bây giờ mình tất cả mọi người sẽ đi về. Và bây giờ mình thực sự là rất là buồn ngủ. Bây giờ chỉ muốn là về nhà để ngủ luôn thôi. Trước khi ta về thì chúng mình đều phải chấm vân tay, chấm công của ban đêm mà chúng mình đã đi làm. Mặc dù là ban đêm nhưng mà điện, thang máy vẫn sáng như ban ngày mọi người ạ. Có những tháng bên mình đi làm đêm hầu hết tất cả các cuối tuần. Thật ra thì mình không phải là người mệt, mà tất cả những người mà làm việc trực tiếp update hệ thống thì rất là mệt. Các anh IT thì rất là mệt mỏi, nhưng mà mọi người cũng rất là vui nếu mà job hôm đó thành công. Còn bây giờ thì thực sự là khi tất cả được tan làm để đi về vào mỗi buổi sáng như thế này thì ai nấy cũng đều buồn ngủ hết. Mình cũng đã gọi Grab để đi về nhà. Hôm nào lên xe thì mình cũng sẽ ngủ luôn. Ngủ đến khi nào mà xe đến nhà thì anh tài xế sẽ nói là em ơi đến nhà em rồi. Mình sẽ tỉnh dậy và đi một cách thẫn thờ về nhà, sau đó ngủ không biết gì của cả ngày chủ nhật hôm sau luôn. Và cuối cùng mình cũng đã về đến nhà sau một giấc ngủ ở trên taxi. Bây giờ mình sẽ về nhà để ngủ luôn. Hôm nay mình làm cái video này chỉ mong rằng là mọi người sẽ biết được là công việc của mình đang làm là gì, tại sao mà mình hay thể đi làm đêm. Bây giờ thì mình sẽ đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt. Nhớ like và follow mình nha. Bye bye.